Kính thưa đại chúng, khi cụ ông ra đi, chúng tôi có gặp nói chuyện ông là cái ngày 19 tháng 2, Vía Quan Âm chúng tôi có lên động thổ làm một cái nhà bên ngoài cho các cụ, và gia đình có đưa cụ ông cụ bà lên gặp chúng tôi và có phát tâm 200 triệu để làm cái việc công đức xây cái nhà ngoài đó. Thì chúng tôi mới ngồi nói chuyện hỏi ông rằng, khi lúc lâm chung ông vô phòng hộ niệm mà ông có thích không? Ông kêu con thích lắm, con mới mới lên trên này, con ở gần đây. Và gần như con hối con cái là tranh thủ lên trên này đi. Thì năm 90 tuổi là ông quyết định ông đi trong năm 90 tuổi. Cho nên khi ông lên trên này, ông vô phòng trợ niệm, ông ra đi nhanh gọn lẹ mà chúng tôi cũng không ngờ nhanh như vậy luôn. Khi mình tin tưởng pháp môn niệm Phật và tin tưởng rằng lúc lâm chung mình niệm Phật có Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình vãng sanh, thì cái người mà tin được điều này thì người này có thiện căn phước đức nhân duyên lắm mới tin được, chứ còn không thì không tin nổi. Và khi mình có niềm tin vững chắc như vậy rồi, mình phải tìm một cái đạo tràng, cái nơi đó họ họ hàm dưỡng mình và trợ niệm cho mình, để lúc mình ra đi không bị gia đình quấy phá. Tổ sư Ấn Quang nói là gia đình quyến thuộc vô tri, là không hiểu biết gì, lúc mình chuẩn bị mất họ đã làm mình rối rắm, chia tiền chia của không có công bằng, họ làm cho mình phiền phức, là quyến thuộc vô tri phá chánh niệm mình. Và lúc lâm chung mất thì họ khóc lóc thay quần áo tắm rửa, làm mình mất chánh niệm. Nếu những người có công phu đắc lực, lắng nghe chỗ này, nếu những người có công phu đắc lực mà lúc lâm chung không có người trợ niệm và bị quyến thuộc vô tri phá chánh niệm thì người này vẫn không được vãng sanh. Chỗ này trong văn sao Ấn Tổ có nói. Còn nếu những người mà bình thường họ công phu chưa thành phiến, chưa đắc lực, nhưng mà nếu lúc lâm chung mà có được thiện hữu tri thức khai thị, họ chịu buông xuống vạn duyên, thân tâm hoàn cảnh thế giới họ chịu buông xuống, là điều tam yếu thứ nhất. Điều tam yếu thứ hai đó là luân phiên trợ niệm không có gián đoạn. Mà tại phòng trợ niệm của mình thì trợ niệm không cho gián đoạn. Vừa rồi chúng tôi đưa ra cái cách trợ niệm từng chữ từng câu A Di Đà Phật, một câu ra tiếng trong máy và bỏ trống một câu cho đại chúng trợ niệm. Đại chúng không mệt mà từng chữ từng câu rất rõ ràng, không gián đoạn. Còn nếu ở nhà thì mình phải chia ban, Tổ sư Ấn Quang gọi là chia ba ban hoặc hai ban tùy theo. Mỗi ban ít nhất là phải hai người, có thể là một người đến hai người. Ban thứ nhất niệm, ban thứ hai, ban thứ ba ngồi nghe. Hoặc giả hai ban thì ban thứ nhất niệm, ban thứ hai ngồi nghe. 1 tiếng đồng hồ rồi ban thứ hai niệm, ban thứ nhất ngồi nghe. Còn nếu mình không có ban, tức là mình chỉ một người hoặc hai người, thì lấy cái máy ra, lấy cái máy là một ban. Một câu A-di-đà Phật. Khoảng trống đó là mình niệm, lạy cũng được luôn. Đó là chúng tôi hôm nay phổ biến cái cách trợ niệm này cho toàn thế giới. Gọi điện về chùa Quán Thế Âm, số điện thoại thầy Minh 0909 7474, hoặc giả cái số điện thoại ở tại phòng trợ niệm. Chúng tôi đang đang làm những cái máy này để tặng cho quý vị miễn phí. Trong này có điều hộ niệm, có điều trợ niệm rất tốt. Nếu mình không đủ điều kiện đem người thân bằng mình về tại chùa Quán Thế Âm, chúng tôi tạo cái phương tiện đó là gửi cái máy cho quý vị để quý vị trợ niệm, lạy được luôn. Coi cái cách ở trong phòng trợ niệm lạy được luôn. Cái lúc trước thì niệm theo cái kiểu 3-3-4 là A-di-đà-phật, 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 3-3-4 như vậy thì cái người sống niệm rất là khỏe, nhưng mà người mất niệm không không theo kịp. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói cái câu trong văn sao là từng chữ từng câu phải rõ ràng phân minh. Niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng và nhớ cho rõ ràng, thì ba cái rõ ràng này là buộc phải vô tam muội.
chỗ này là cái chỗ quan trọng. Nếu mình mệt quá thì mình mở máy ra nghe một câu, mình niệm một câu cho rõ ràng. Mà máy niệm mình nghe cho rõ ràng, rồi mình niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng hiện tại là mình đang niệm Phật, buông xuống vạn duyên và dùng cái tâm không nhiễm mấy trần để mình niệm, người này thành công. Cho nên gia đình tin tưởng cái pháp môn trợ niệm, đưa ông cụ về đây. Vì vậy chúng tôi mong rằng mỗi người đang có mặt ở đây cũng như ngoài chánh điện và trên toàn thế giới, nghe cái cách mà chúng tôi phổ biến mà áp dụng từ trong văn sao để mà giúp cho những người không đọa ác đạo. Nếu bình thường họ làm những chuyện xấu ác và lúc lâm chung có người trợ niệm cho họ, họ duyên theo câu Phật hiệu thì tham sân si phiền não không có khởi lên lúc đó, mà chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì họ sanh về cõi người hoặc cõi trời, sanh về cõi lành chứ không bao giờ đọa vào trong ác đạo. Hay ngay chỗ này, khi người lâm chung ra đi mà nghe được câu Phật hiệu là không đọa ác đạo, trong văn sao Ấn Tổ nói như vậy. Nhưng mà có nhiều người nói là bình thường người đó không niệm Phật thì lúc lâm chung trợ niệm để làm gì? Không phải, không phải vậy. Quan điểm vậy là sai, không đúng. Niệm cho họ nghe được câu Phật hiệu nào thì cứ dứt niệm. Chứ không chấp nhất là họ bình thường không niệm. Nhưng mà bình thường họ không niệm mà nhiều đời nhiều kiếp họ có thiện căn phước đức nhân duyên, cho đến đời này họ gặp cái cảnh xấu ác, cảnh địa ngục hiện ra như ông Trương Thiện Hòa. Ông nghe một vị thiện chư thức khai thị, ông thành tâm ông niệm Phật. Trong 10 niệm là Đức Phật A Di Đà đã gì? Đã ứng hiện để tiếp dẫn vãng sanh rồi. Cho nên câu Phật hiệu này bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới tin được. Những người họ kết duyên niệm Phật cạn cạn, không có sâu cũng không thể tin nổi. Mà thực sự người phải kết duyên câu Phật hiệu phải cho sâu. Mà muốn kết duyên câu Phật hiệu cho sâu thì người này tích lũy thiện căn phước đức của quá khứ và đời này cho sâu á, thì người này niệm nó không có bỏ dở nửa chừng, không có là bán đồ nhi phế nửa chừng thối lui. Lúc trước đạo tràng trợ niệm một linh như nấm, ban trợ niệm rất nhiều mà người niệm Phật rất nhiều, thời gian họ bỏ. Vì sao vậy? Một phần là họ nôn nóng quá và họ niệm Phật ào ào. Tổ sư Ấn Quang đó là tổn khí thành bệnh. Khi tổn khí thành bệnh rồi, thấy câu Phật hiệu không linh, niệm Phật sao thành bệnh, bỏ. Thứ hai, cái câu niệm Phật không có miệt mài dụng công, cho nên nó không chuyển được phiền não, nghiệp chướng chuyển chưa được, cái họ thối chí. Họ thối chí. Cho nên thành ra cái cách niệm Phật phải hiểu cho thấu thì mình công phu nó mới đắc lực được. Thì hôm nay chúng tôi nói đến cái việc mà con cái phải lo cho cha mẹ về cái hiếu. Cái chỗ này hôm bữa chúng tôi nghe thầy Thánh Tuệ thầy đọc, thầy trích từ trong An Sĩ Toàn Thư. Và khi chúng tôi nghe qua là chúng tôi tâm đắc và kêu thầy bỏ vô USB mang về chúng tôi nghe lại. Thường chúng tôi đọc văn sao mà chúng tôi nghe qua nghe lại rồi, mà nghe quý thầy đọc mà chúng tôi tâm đắc cái chỗ đó là chúng tôi phải lưu lại lấy ghi liền. Cho nên Ấn Tổ mới nói là đọc sách đến đoạn nào hay phải chép lại liền, đừng để trôi qua rồi quên mất. Ngài học cái kiểu đó. Thí dụ mình đọc một cuốn sách nào mình thấy cái đoạn đó hay phải không? Cũng không nên lấy cái bút vàng hay bút gì để mình bôi cho nó đen để mình nhớ. Không nên làm vậy, nó hư cuốn sách, nó xấu cuốn sách đi. Không tôn kính chữ là không được. Mà phải gì? Để im giữ tại đó. Lấy giấy, lấy cái tập mình ghi cái khúc đó ra. Cái khúc này là khúc nào? Ba cái điều hiếu, gọi là hiếu bậc hạ, hiếu bậc trung và hiếu bậc thượng. Cái này coi như là Tổ sư Ấn Quang khen cái bộ sách An Sĩ Toàn Thư, khen ngợi và in rất nhiều. Vừa rồi có một cái chú ở ngoài Hà Nội mà chú còn trẻ, chú gửi vô 400 triệu cho chùa mình in sách. Người niệm Phật nên niệm kèm theo danh hiệu Quan Âm và thần chú Đại Bi mà thầy tánh với chúng tôi trích từ trong văn sao ra, với thêm cuốn kinh Di Đà và Thi Kệ Tốt Yếu. Và chú đã gửi 2 tỷ để cho cái chú ở Sài Gòn làm cái An Sĩ Toàn Thư với lại Thọ Khang Bảo Giám, một số sách chuẩn bị chuyển về chùa mình. Chú này còn trẻ thôi mà ông kêu một năm nay con nghe pháp thầy là con cật lực đề xướng để in kinh sách, hôm nay con sẽ hỗ trợ chung với thầy để mà nuôi các cụ nữa. Bây giờ in kinh sách thì nó có được cái công đức là phát sanh trí tuệ, nuôi các cụ là mình bố thí tài, nuôi các cụ ăn uống đầy đủ hết, trong mạng mình có tài bố thí cúng dường, mà phóng sanh là bố thí vô ý, thọ mạng kéo dài. Thì
cái việc mà để mà mình in kinh sách để cho cái trí tuệ phát sanh, mình phải tin vào cái công đức này. Mình không có khả năng ngồi đăng tòa thuyết pháp thì mình phải nên truyền bá kinh sách để cho người ta hiểu, người ta tu. Như vậy cho nên thành ra cái việc mà để mà mình xiển dương được cái pháp môn tịnh độ đó, thì mình phải y cứ vào trong kinh, mà kinh Quán Vô Lượng Thọ nói hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết và làm 10 điều thiện. Thì đây là tịnh nghiệp chánh nhân của 10 phương ba đời chư Phật để thành Phật. Thì gia đình của cụ ông Chu Xuân Ba lo lắng mà mua nhà, mà số lượng tiền mua gần đây nó mắc 6-7 tỷ, vẫn không ngại về tiền bạc, mua để cho cha mẹ lên đây ở. Thì khi mà mình nuôi dưỡng cha mẹ mà cái hiếu bậc hạ đó, phải lắng nghe cho kỹ nè. Cái hiếu bậc hạ là mình lo lắng cho cha mẹ ăn uống nhà cửa thuốc men bệnh tật. Cha mẹ muốn đi chơi chỗ nào mình cũng mua vé máy bay, mua xe tàu gì cho cha mẹ đi. Cái như là không thiếu một món gì. Mà trong đạo Phật mình gọi là hiếu dưỡng, lo lắng đầy đủ. Nhưng mà nói về thế gian mà để lo được cho cha mẹ như vậy thì hôm bữa thầy Khánh Tuệ đọc ở trong cái đoạn mà thầy trích trong An Sĩ Toàn Thư á, thì ông An Sĩ này ông nói cái số lượng người mà lo như vậy không có được bao nhiêu người. Lo cho cha mẹ mà ăn uống nhà cửa xe cộ đầy đủ thuốc men bệnh tật, cho đến lúc chết mình đem đi mình chôn cất đàng hoàng, cha mẹ muốn thiêu thì mình thiêu, thì đây là cái hiếu dưỡng bậc hạ mà thế gian khó làm được. Khi mình bắt đầu lớn lên thì có vợ có chồng thì lo cho vợ chồng thì quên cha mẹ. Cái chỗ này quý vị để ý lại, những người hiện tại có mặt ở đây cũng như là những vị đang ở ngoài chánh điện và đang xem trực tiếp trên toàn thế giới, có phải là khi mình vừa bắt đầu có vợ có chồng là theo vợ chồng mình quên cha mẹ không? Có. Chỉ những bậc nào mà bậc thánh hiền hiền sĩ, những người có giáo dục lời thánh hiền thì họ có gia đình là chuyện phụ, mà cha mẹ họ là chính. Thì người này nhất định sẽ thành nhân chi mỹ, thành tựu được sự nghiệp trong cuộc đời. Nếu là người tu cũng sẽ thành tựu được đạo nghiệp. Chỉ lo cho cha mẹ là bậc hạ, là ăn uống bệnh tật thuốc men nhà cửa thôi, là cái hiếu này bậc hạ. Còn cái hiếu bậc chung đó là tâm mình luôn luôn nghĩ cha mẹ, làm cho cha mẹ vui, cha mẹ muốn cái điều gì mình không nghịch ý nghịch lòng cha mẹ, là hiếu tâm. Hiếu hạnh là cái hành động của mình phải tôn kính cha mẹ, lo lắng đầy đủ. Thì ông Chu An Sĩ nói là cái hiếu bậc hạ thì dễ làm, nhưng mà thế gian không mấy ai. Mà hiếu bậc trung á càng khó làm. Có nhiều người mang đồ đạc về cho cha mẹ, lo nhà cửa cho cha mẹ, nhưng mà để cái tâm vào á thì không. Họ lo để vào con, vào chồng, vào sự nghiệp, vào tiền bạc và cái chuyện thích thú của họ thôi, chứ để cái tâm vào cha mẹ thì không có. Mà không để cái tâm vào cha mẹ thì mình làm sao lo cho cha mẹ được. Mà người đời mà kiếm được cái tâm mà nó hiếu thuận cha mẹ, cái hành động mà tốt với cha mẹ là hiếm lắm, ngày kêu càng hiếm nữa. Ông Chu An Sĩ ông nói là cái thời, vào cái thời này thì không có mấy ai. Hiếu bậc trung. Hiếu bậc thượng là lo lắng cho cha mẹ, nếu cha mẹ chưa quy y Tam Bảo, cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Cha mẹ không biết làm thiện, cho cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ làm thiện, đưa tiền cho cha mẹ làm thiện. Cha mẹ không biết niệm Phật, cho cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ niệm Phật và hướng dẫn cha mẹ niệm Phật để thoát ly sanh tử, vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Thì ông Chu An Sĩ ông nói đây là hiếu bậc thượng. Đây là hiếu bậc thượng. Rồi Tổ sư Ân Quang mới nói là nếu là người xuất gia không ở nhà, không ở bên cạnh cha mẹ thì phải làm sao? Như vậy người xuất gia bỏ cha mẹ đi như vậy, không làm được những cái điều hiếu dưỡng và hiếu hạnh này thì có phải bất hiếu không? Ngài kêu không, không phải. Tổ Ân Quang mới lý luận siêu tuyệt cái chỗ này nữa nè. Thì người xuất gia phải xem như tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình. Ví dụ như chúng tôi hôm nay ở đây, xem các cụ già như cha mẹ của mình, bỏ tiền tỷ ra để xây nhà cho các cụ ở. Các cụ bệnh mình phải lo lắng cho các cụ thuốc men, không phân biệt đây là mẹ mình và người kia không phải là mẹ mình. Và xem tất cả chúng sanh, những người đến với mình đây là tuổi người đáng mẹ, là nhiều đời nhiều kiếp, là thân bằng quyến thuộc mình. Bữa nay họ mới đến đây cho nên mình xem như mẹ mình. Thì Tổ sư Ân Quang nói là người này đã khai mở tâm lượng và vượt ra khỏi cái phạm vi trong gia đình. Mà nếu gia đình mà nuôi mẹ không được thì mình cũng phải về chia cơm sẻ áo.
chia cơm xẻo áo, nghĩa là nếu mà cha mẹ đi lên chùa, mình đưa lên chùa. Nếu cha mẹ đến một cái am cốc nào, mình đưa cha mẹ đến am cốc đó. Nếu cha mẹ ở nhà thì mình cũng gì, ở nhà để mình lo lắng cho cha mẹ mãn phần. Nếu cha mẹ không có ai lo thì phải chia cơm xẻ áo. Nếu cha mẹ mà có người lo, anh em chị em lo rồi, thì mình bước lên một bước nữa là coi tất cả những người đến với mình là cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc. Và xem tất cả con thú xuất sanh đó cũng là cha mẹ thân bằng quyến thuộc luôn. Thì cái hiếu của người xuất gia phải là như vậy, cao thượng hơn. Cho nên mình yên tâm. Hồi trước thầy Tánh thầy nói kêu bây giờ con xuống khu chân tu, mẹ con bệnh, con ở trên này rồi, ba con ở trên này, thế vậy có phải là bất hiếu không? Kêu không, nếu mà ông bà bị bệnh thì thầy sẽ lên thầy lo. Ông bà chưa bị bệnh, đang ở yên trên này tu thì thầy cứ ở dưới này tu, thầy lo các cụ dưới này giống như mẹ thầy đấy. Thầy thấy cái hiếu dưỡng của tổ sư Ấn Quang khai thị gọi là dĩ hiếu vi bổn luận không? Lấy hiếu làm gốc, người tu lấy hiếu làm gốc, mười phương ba đời chư Phật cũng lấy hiếu làm gốc, chư Bồ Tát, chư Tổ, Thánh Hiền cũng lấy hiếu làm gốc. Cho nên gia đình người này thực sự đang tích cái phước, đó là gia đình của ông Chu Sơn Ba, đang tích cái phước là ăn chay, là phóng sanh, rồi tin tưởng pháp môn niệm Phật, thì gia đình người này đều vui có thừa, gia đình người này đều vui có thừa. Đó, cái điều đó mà chúng tôi nhân cái buổi phóng sanh, chúng tôi nghe thầy Thánh Tuệ, thầy đọc ba cái hiếu bậc hạ, bậc trung và bậc thượng của Chu An Sĩ, thì chúng tôi nói thêm cái hiếu một của người xuất gia đó nữa để cho mọi người nắm cho vững. Hiện tại bây giờ những người đang ngồi ở đây và xem trực tiếp, mình coi lại thử coi cái hiếu của mình với cha mẹ như thế nào. Nếu mà cha mẹ mình mất thì làm sao? Mỗi ngày công phu đều đặn hai thời, phải tinh tấn để hồi hướng cha mẹ của mình. Từ khi bà cụ mẹ chúng tôi mất và bố chúng tôi mất là không bữa nào chúng tôi công phu không hồi hướng cho bà, do không? Và thêm một số mấy Phật tử có cái nhân duyên như ông Chu Sơn Ba này là 49 ngày là chúng tôi không bỏ ngày nào. Nguyễn Thị Nghiệp phải tranh bình an là mẹ của cô Hương, cổ cũng là người hộ pháp đắc lực rồi. Chú Quảng Tịnh có người vợ đó là cái cô Hương Trúc. Hằng ngày chúng tôi nhớ đều, nếu cha mẹ mình chưa mất thì mình công phu phải hồi hướng cầu an cho họ đều đặn như vậy để mình báo ơn, mình trả ơn. Cái chỗ này mấy anh em coi chừng thiếu sót, coi chừng thiếu sót. Thiếu sót là mình có lỗi với bậc cha mẹ mình đó. Ví dụ mình ở ngoài chánh điện, mọi người hồi hướng phải không? Trong tâm mình cũng nghĩ rằng như thầy Phổ, ba thầy mất rồi, mẹ thầy mất, phải nhớ đến tên và đem bao nhiêu công đức này mình hồi hướng. Dẫu cho họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đây cũng là cái công đức để giúp cho họ nâng cao phẩm vị. Chỗ này là cái chỗ mà nên lưu tâm. Còn nếu cha mẹ mình còn sống thì quá tuyệt vời. Đây là cơ hội rất lớn để mình báo hiếu. Dẫu cho cha mẹ mình coi như là cằn nhằn cự nhữ, khó chịu gì đi nữa, mình cũng phải gì? Làm cho cha mẹ vui. Nhớ ông Chu An Sĩ nói là hành cái hiếu bậc trung là cho cha mẹ vui. Cha mẹ vui là cha mẹ được sống lâu. Còn làm cho cha mẹ buồn là cha mẹ chết sớm. Vậy bây giờ chúng ta không đi sâu vào cái việc mà nói về cái vấn đề ba cái bậc hiếu này nữa, hiếu bậc hạ, bậc trung và bậc thượng nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ nói qua một cái phần mà Tổ sư Ấn Quang khai thị nói rằng là vì sao cái người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi, tụng kinh A-di-đà. Đây là cái pháp của Tổ Ấn Quang tu đó. Vì sao mà mình tu mà mình không cảm được với Phật, với Bồ Tát. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi... Mà khi thường mà mình không cảm được, mà có ngầm cảm, ngầm ứng, rồi hiển cảm, hiển ứng, Ngài có nói trong này, nhưng mà mình không có cảm được thì mình sẽ chán ngay. Cảm đó là cái kết quả công phu. Nhưng mà nếu mà mình chưa có dụng công mà mình mong cảm ứng thì bị ma dựa. Cái chỗ này quan trọng cực kỳ. Còn nếu mà mình tu thì tự nhiên cái sức gia trì của Phật cảm ứng thì cái này không bị phản ứng phụ, không có gì trở ngại. Vì sao? Nếu mình là một thiện nhân, mà nếu là người đó thiện nhân á, thì phải đủ bát đức hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Hai cái chữ liêm sĩ này mình phải hiểu, ngoài đời người ta hay nói đồ mày đồ lô vô liêm sĩ, đúng không? Tức là không biết đâu là cái chuyện thiện ác, không biết đâu là hổ thẹn, không biết đâu là nhục nhã, đồ vô liêm sĩ. Thì Ngài nói là tám cái chữ là hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, mà bát đức này nếu mà con người này không làm được thì đồng với loài cầm thú, niệm Phật cũng không thể cảm Phật được, vì tâm ngăn cách cùng Phật rồi, tâm này không thể cảm được với Phật.
Cho nên nếu mà mình niệm Phật mà mình về mình thấy cha mẹ mình gặp sư trưởng, rồi mình không có lòng từ, không giết, và mình không có làm những điều thiện, thì tâm người này là tâm ác, gọi là ác nhân chứ không phải thiện nhân. Mà Ấn Tổ dùng cái danh từ là ngụy thiện nhân. Thấy họ là có quy y Tam Bảo, họ kêu là họ có giữ giới, họ có làm thiện, mà trong tâm của họ không đốn phá được cái chuyện phiền não tham sân si, thì họ là người giặc trong Phật Pháp, gọi là ngụy thiện nhân, dầu đó là người tu sĩ. Ngụy thiện nhân, ghê chưa? Còn nếu mà người đó mà người gọi rằng là hành được bát đức, hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tới trung thành, những người này cách vật là ngăn cách được vật dục, trí chi chánh tâm thành ý, tu thân tề gia trị quốc, thì người này bình được thiên hạ. Thì ngài dùng danh từ gọi là nếu người này là cư sĩ, gọi là cao tăng để tóc. Cái danh từ này hay cực kỳ, đại chúng mà có viết là phải ghi vào nhớ. Những người cư sĩ mà làm được những điều này gọi là cao tăng để tóc. Tu chân ngay nơi cổ tục, họ là người tu chân ngay nơi cổ tục. Họ là người giống như hoa sen trong biển lửa. Sáng nay mới nghe ông nói nếu mà thực sự ông không đi xuất gia mà ông chịu nghe lời tôi, ông ở nhà, bởi vì ông đó ông đòi đi xuất gia, thì ông tổ nói là trên có mẹ già, ngang với nhau ông đã có vợ, dưới có con đang nương ông hiểu được đạo, mà bây giờ ông đi xuất gia thì những người đó nương vào ai? Mà nếu mà ông ở nhà mà ông làm được những điều mà như tôi nói đó, là cách vật chí chi chánh tâm thành ý đó, làm được bát đức á, thì ông là tu chân ngay nơi cõi tục. Tu chân ngay nơi cõi tục, ông là cao tăng để tóc. Ông là hoa sen trong biển lửa. Ngài nhắm vào trong cái hành trạng của một con người hơn là hình thức bên ngoài. Thì nếu mà con người này là thiện nhân rồi, họ biết lên hiền nhân, mà người hiền nhân là họ ngộ ra được. Mà người thiện nhân đó là một con người họ biết, họ ngộ ra, họ làm những gì trong phạm vi họ làm được, gọi là thiện nhân. Mà thiện nhân niệm Phật thì rất dễ cảm với Phật. Còn cái người này là ác nhân thì niệm Phật rất khó cảm với Phật. Cho nên hình ra mình muốn cảm với Phật thì mình coi trong tâm mình có phải thực sự là người thiện nhân, là người hiền nhân chưa. Và ngài khai thị cái đoạn này, lắng nghe cho kỹ cái đoạn này. Tâm chúng sanh như nước A Di Đà Phật, như trăng chúng sanh tín nguyện đầy đủ, chí thành cảm Phật thì Phật bèn ứng, giống như nước trong trăng hiện. Hai câu lắng nghe. Tâm chúng sanh như nước, mà nếu mà nước trong á thì trăng nó rọi vô hiện liền, nước đục là trăng mờ. Tâm mình thanh tịnh, có hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Mà thường chúng tôi thấy những người họ niệm Phật mà họ cảm được Phật là tâm người này khoan dung, thương yêu, tha thứ. Tâm người này hiền lành, thánh thiện. Nhớ chỗ này. Tâm người này coi như là biết thương người, giúp người, thương người, cứu vật. Cái thiện mà Ấn Tổ định, minh định ở trong văn sao là thương người, cứu vật. Cái thiện thương người, cứu vật là nó bao trùm cả người lẫn vật luôn, chứ không phải là điều thiện mình chỉ giúp những người khác những điều thiện không là đủ, chưa đủ đâu, mà phải cứu vật, giúp vật, ăn chay, kiên giết, phóng sanh. Cho nên người nói nó đơn giản mà bao hàm hết. Thương người, cứu vật. Thương là mình phải lo lắng giúp đỡ họ, cứu vật là chúng sanh đang chết mình bỏ tiền ra mua, mình phóng sanh. Nó trọn vẹn hết trong đó luôn. Thì người này gọi là thiện nhân. Mà người thiện nhân niệm Phật khác với người ác nhân, cực kỳ khác luôn, và dễ cảm với Phật hơn. Và chúng tôi sẽ nói 11:30. Thực sự hôm nay thì chúng tôi dành thời gian để dụng công nhiều hơn. Khi có trai tăng chúng tôi sẽ lên chia sẻ một chút. Còn những ngày chủ nhật mà chúng tôi giảng 2 tiếng như lúc trước thì bữa nay có tuổi rồi, 51 tuổi rồi, cho nên thành ra cái khí lực mình và cái sức mình nó cũng xuống. Cho nên hôm trước chúng tôi có thông báo là thỉnh thoảng có những lễ trai tăng phóng sanh chúng tôi lên nói khoảng 1 tiếng, nửa tiếng lại thì được. Còn nếu mà nói nhiều thời gian như lúc trước giảng, từ khi đi Mỹ về là coi như giảng cái 2 tiếng phổ biến văn sao. Có những lúc quá mệt, có những lúc buổi sáng đi lên trên này nó quá mệt,
Nhưng mà cố gắng phải giảng, bởi vì thấy bộ văn sao nó quá tuyệt, quá tuyệt. Coi như là chúng tôi coi như là đứng giữa vực thẳm, chuẩn bị coi như là rớt xuống để tan xương mất mạng, nhưng mà gặp được bộ văn sao này cứu được đời chúng tôi, cho nên chúng tôi nói tuyệt. Cho nên ra mình có mệt bệnh nhưng mà cũng phải phổ biến văn sao trong 4-5 năm nay, tương đối là chúng tôi mãn nguyện. Bây giờ đủ duyên chúng tôi nói những cái điểm tinh yếu chút đỉnh thôi, để thời gian để mà dụng công. Thường nếu mà giảng nhiều về là chiều công phu 2-3 ngày là không vô nổi, nó mệt, tổn khí, công phu không vô. Cho nên Tổ sư Ấn Quang là Ngài chỉ giảng 8 lần ở Thượng Hải, xong là Ngài không đi giảng nữa. Ai cần viết thư gửi đến rồi Ngài phúc đáp thư thôi. Cho nên theo cái bước chân Ngài thì nó an toàn lắm. Còn mình chưa phải là Bồ Tát, chưa giống như Hòa Thượng Tịnh Không, mà mình làm như Hòa Thượng Tịnh Không, như Bồ Tát thì Ngài nói đọa lạc có phần. Bởi vì mình là ngụy Bồ Tát chứ không phải là chánh nhân Bồ Tát, Bồ Tát thứ thiệt. Mình không phải Bồ Tát thì đừng làm như Bồ Tát. Nên ẩn giấu tài năng, ẩn kín tài năng, hàm dưỡng lâu ngày. Ngài từ năm 21 tuổi mà đến 51 tuổi là 30 năm không liên lạc hai chúng tại gia cư sĩ. Kinh khủng như vậy, hàm dưỡng 30 năm. Kinh khủng không? Đó là cái cuộc đời của Ngài là gần như là 4-5 năm nay là chúng tôi để toàn tâm vô văn sao. Phải học cái bộ sách này cho tới nơi cho chốn. Ngài kêu nếu mà hành theo văn sao thì Ngài nói là bảo đảm vãng sanh. Đọc vào văn sao thì tất cả khúc mắc đều tháo gỡ, nhưng mà nó khó đọc vô cùng. Vì lá thư gửi cho người khác, chứ không phải gửi cho mình. Mình đọc mình thấy nói người khác không, mà nhìn sâu vô là nói cho mình. Hay cái chỗ đó. Nó hay cái chỗ đó. Cái vấn đề thứ hai, Ngài nói là người niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi, mỗi buổi tối là 50 hoặc là 25 hoặc 75. Thì chúng của mình bên ngoài đó, chúng tôi mở theo cái thời khóa là 50 biến. Cái chú Đức Tính mà chồng của cô Lợi, cô nói tuyệt. Cái buổi tối mà 50 biến là đi nửa thời gian, là gần nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, chia làm hai nhóm. Cái thời chú Đại Bi quá tuyệt. Ông này là ông khó trì Đại Bi vô lắm, mà ông lên đại chúng, có cái lực đại chúng là ông tu. Khu chiên tu cũng vậy, giữ cái thời Đại Bi y như Ấn Tổ là tối 25 hoặc 50. Thì mình 50 lấy cái tiêu chuẩn trung bình đó, ổn, đại chúng bữa nay tu rất ổn, rất đều à. Thì cái thần chú Đại Bi Ngài nói là hộ thân. Người ta hãm hại mình phải không ạ? Người ta bỏ bùa bỏ ngải, hoặc là làm cho mình thân tàn ma dại phải không ạ? Mà ngày hôm đó có trì thần chú Đại Bi, người ta nhập vô không được, phá không được. Ngài nói là hộ thân, hộ tâm mình và hộ quốc. Ngài nói thần chú Đại Bi là ba cái hộ này, hộ thân, hộ tâm và hộ quốc. Mà lúc trước chúng tôi đâu phải dễ gì tin đâu. Từ 2007 đến 2016 là một câu Phật hiệu, bốn chữ chứ không có sáu chữ nữa. Mà khi gặp Ấn Tổ là ngã gục liền. Ngài lý luận quá hay. Ngài nói là mình chưa có đủ thiện căn phước đức nhân duyên để cảm với Phật. Mình niệm chưa đủ cảm với Phật thì chưa được Phật lực gia trì á, thì phải cần thêm những cái trợ hạnh. Mà trợ hạnh thần chú Đại Bi là đắc lực Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhã, là ứng hiện trong sát na để cứu mình. Chúng tôi tin. Mà mất hết cũng phải nửa năm mới vô nổi thần chú Đại Bi. Tụng tổn khí hoài, phải chế ra cái máy mới tụng được. Ngài nói ngoài cái thần chú Đại Bi, cái người niệm Phật cần phải niệm kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ngài nói là chúng tôi tin, nhưng mà bước đầu nó cứ ngợ ngợ. Mình niệm Phật, mình niệm Quan Âm thì bỏ niệm Phật, mình niệm Phật bỏ Quan Âm. Tại vì mình niệm Phật nhiều thì danh hiệu Quan Âm ít, niệm Quan Âm nhiều thì mình niệm Phật ít, đúng không? Nhưng mà Ngài chia rất hay. Nếu mình vô công phu niệm Phật được rồi đó, thì 10.000 câu niệm Phật thì buộc là phải 5.000 câu Quan Âm ở trong một lá thư trả lời khóc. Còn nếu mà lúc mà mình gặp hoạn nạn đó, thì Ngài kêu là niệm suốt Quan Âm, mà sáng tối phải có hai thời niệm Phật, giữ 25 biến Đại Bi sáng và 25 biến Đại Bi tối, hoặc tối 25 hoặc 50, mà suốt ngày niệm Quan Âm thì người này dễ cảm ứng, đỡ tốn tâm lực. Công nhận hay không? Suốt ngày Quan Âm luôn. Rồi khi mà mình bắt đầu trả lại ổn rồi, bắt đầu mình niệm Phật nhiều hơn. Cái cách gia giảm và gia vị cái pháp môn tu của Ngài tuyệt. Nhưng mà mình nghe qua mình thấy đã tuyệt rồi, mình hành trì nó cần tuyệt nữa. Cái hành trì đó mình thấy nó tuyệt. Có sư cô đó niệm Phật hoài, cũng có trì Đại Bi bằng miệng, cũng tổn khí, ngủ không được, mấy tháng ngủ không được. Chúng tôi kêu sư cô thử niệm Quan Âm thêm coi. Không phải Phật Di Đà không linh ứng đâu, nhưng mà mình chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên để mình cảm. Còn Quan Âm Bồ Tát khi mà xưng danh là ứng, cảm ứng liền. Không biết là lúc trước mình có làm tội ác như thế nào không biết, mà xưng danh là cảm ứng. Thì cổ niệm mới có hai bữa bắt đầu cổ ngủ được, cổ khỏe mát mẻ. Nó lạ kỳ. Không biết cái pháp như thế nào, mình nghĩ nó đặc biệt cái chỗ này.
Đó, cho nên cái pháp của Ngài dùng đó là phải niệm Quan Âm kèm vô với niệm Phật. 10.000 câu niệm Phật là phải 5.000 câu Quan Âm. Còn nếu mà mình gặp chướng duyên quá thì hai thời sáng tối niệm Phật và giữ 50 biến đại bi và suốt ngày Quan Âm, thì Ngài nói nó nhanh lẹ, trong vòng một tuần là thôi, nó là không tới đâu. Ngài nói là trong vòng coi như là vài ngày là mình thấy mát mẻ thanh lương rồi. Mà phải niệm cho đắc lực á. Niệm cho đắc lực. Niệm như con nhớ mẹ. Trong này Ngài nói nè. Niệm như con nhớ mẹ. Trong mẹ đi chợ về. Niệm như con nhớ mẹ. Quý vị nhớ cái trạng thái chúng tôi ví dụ về đời là mình khi có người yêu, có bồ. Rồi mình nhớ bồ, nhớ người yêu, mình tối đi chơi rồi. Chúng tôi nói vậy thôi, chúng tôi không biết chuyện này. Nhớ bồ, người yêu, đi chơi, đồ này nọ, chuẩn bị đám cưới rồi mình nhớ cái hoàn cảnh không? Trong tâm mình có khi nào quên không? Không. Thì kêu nếu mà niệm Phật được như vậy, như con nhớ mẹ thì buộc là phải cảm ứng Phật. Chắc chắn là phải cảm ứng Phật. Đó. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói một chút xíu văn sao. Còn cái chỗ này là cái chỗ đại chúng nên lắng nghe. Chỗ này là chỗ mà chúng tôi hôm nay muốn nói. Cái câu ở trong văn sao, Ngài nói là nhất thiết pháp giới cảm là nhất thiết pháp giới ứng. Cái câu này sâu lắm, bây giờ lắng nghe cho kỹ ạ. Trong tâm mình có hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ là một người thiện nhân. Bên cạnh đó mình còn tôn kính Tam Bảo, tôn kính sư trưởng, làm tất cả những điều thiện. Lắng nghe nè. Thì trong tâm mình có điều này, tâm mình tạo, thì cảnh giới bên ngoài ứng hiện ngay tức khắc. Tâm mình rộng lượng thì cảnh giới bắt đầu rộng lượng. Trong mạng mình có tài thì tiền của nó sẽ đến. Trong mạng mình phóng sanh có thọ mạng thì buộc thọ mạng mình phải kéo dài. Trong mạng mình có bố thí pháp thì trong tâm mình sẽ có trí tuệ. Và mình sẽ chiêu cảm những cái điều tốt lành đến với mình. Nhất thiết pháp giới cảm, nhất thiết pháp giới ưng. Trong tâm của mình không có tài, không biết bố thí cúng dường. Trong tâm của mình kêu bẩn, chật hẹp, rít rắm, toàn là chiêu cảm những điều thất bại, ê chề, chán chề, khổ đau đến với mình. Mà mình không hiểu là trong tâm mình chiêu cảm đến, mình kêu do bên ngoài đến, cho nên khổ đau hoài. Gỡ không ra. Nếu biết cái gốc là trong tâm mình chiêu cảm thì thay đổi từ trong tâm của mình, thay đổi từ trong mạng của mình, lập mạng như là vô tỷ đế công, cải đổi vạn mạng, cải đổi số phận. Như vậy khi mà mình hiểu được trong tâm mình có cái gì thì bên ngoài nó sẽ cảm ứng vô. Ví dụ như là trong tâm của mình thọ mạng ngắn, ra kia xe tông cái đùng chết, thì mình nghĩ cái người đó tâm mình chết chứ không phải trong mạng mình thọ mạng hết rồi chiêu cảm cái điều chết tới. Không hiểu ra nổi chỗ này. Rồi mình nghèo khổ, coi như là bần cùng, thiếu thốn, là mình cứ nghĩ rằng là ông trời ông phạt mình, số phận mình như vậy không thay đổi được, đúng không? Cho nên cái câu nhất thiết pháp giới cảm, nhất thiết pháp giới ứng nó hay cực kỳ. Hiểu cho sâu vô thì nó thấm thía, nó hay, hay vô cùng, nó hay. Trong tâm mình rộng lượng thương tất cả các cụ già, thì các cụ già sẽ đến với mình. Lúc trước thì chúng tôi chưa niệm Phật, trong tâm chúng tôi nghĩ đến phong thủy, thì suốt ngày mấy người coi phong thủy, ông đến ông bao dây chùa, ông bắt chúng tôi đi coi. Nghe cái câu trong tâm mình có cái gì thì bên ngoài có cái đó, nó ứng hiện ra. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình nên lưu tâm. Mình nghe nói ra, nếu trong tâm mình mà muốn để trở thành thánh hiền và có những cái điều tốt lành, và có thể là mình rời khỏi ta bà này để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nghe nói là chỉ có niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi và tu hành. Ngài có nói một cái lá thư này rất đặc biệt, thì mình giờ đọc ha. Và cái nói là lúc trước Ngài không trì chú đại bi, mà do cái người đó, cái bà đó, bà bị hôn mê, cho nên thành ra gia đình họ mang chén nước qua đó. Coi như là Ngài trì có ba biến trong đó, mà cuối cùng bà tỉnh, bà không bị hôn mê nữa, và gia đình hộ niệm cho bà được vãng sanh. Và nhiều cái vấn đề trong này hơi dài chút. Mỗi lần Giác Nhàn giảng mà thầy Minh đọc văn sao, tự nhiên Giác Nhàn thấy nó vui, mà cái âm điệu của thầy đọc nó hay, mà nó có lực, mà hầu như những người Phật tử họ đều hoan hỷ hết. Thì bây giờ mình đem cái văn sao thiện thư này để lưu truyền trên Internet. Nhanh cực kỳ, nhanh tức tắc, hiện tại bây giờ là trên toàn thế giới, như cô Diệu Phúc ở nước Mỹ Maryland, rồi sư cô Hạnh Hải ở Pháp, vân vân, đang ngồi xem trực tiếp trên toàn thế giới. Này thực sự là phải cảm ơn đến vị ân sư Thượng Tịnh Hạ Không đem Phật Pháp
gọi rằng là mở đạo tràng trên không trung á. Bây giờ đã lấy văn sao này phổ biến thiện thư này trên không trung, thỉnh thầy Minh đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức cùng quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Hạ Thọ Kỳ. Cha ông tuổi đã cao, hãy nên khuyên cụ lập tức toàn thân buông xuống, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lúc niệm trong tâm phải niệm cho rõ ràng, miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Dẫu chẳng mở miệng, niệm thầm trong tâm thì vẫn phải từng câu, từng chữ nghe cho thật rõ ràng. Vì tâm vừa khởi niệm, liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu thường nghe được rõ ràng thì tâm sẽ quy về một chỗ, tinh thần chẳng rong ruổi bên ngoài. Vì thế mắt cũng chẳng nhìn chi khác, mũi không ngửi gì khác, thân cũng chẳng buông lung, cho nên gọi là nhiếp trọn sáu căn. Niệm Phật như thế gọi là tịnh niệm, do nhiếp tâm nơi Phật hiệu thì tuy chưa thể hoàn toàn không có tạp niệm, nhưng đã giảm nhẹ nhiều lắm. Nếu có thể thường xuyên giữ cho liên tục thì ở mức độ nông cạn là đắc nhất tâm bất loạn, mức độ sâu là đắc niệm Phật tam muội. Đây chính là ý nghĩa trọng yếu, để lúc thường ngày gắn chuyên tâm dốc chí, hằng ngày thường nghĩ sắp vãng sanh, trong tâm chẳng giữ lại chuyện gì. Có chuyện gì cần giao phó liền giao phó sẵn, còn cháu có điều gì cần hỏi thì hãy hỏi sẵn đi, đợi đến lúc lâm chung cả nhà niệm Phật không nên hỏi chuyện gì hết, cũng không có chuyện gì cần phải giao phó. Mọi người đồng thanh niệm Phật, nếu chính người ấy đã nắm chắc sự vãng sanh, chính mình tự tắm rửa thay quần áo là tốt nhất. Nếu chính người ấy không thể làm được thì vạn phần chớ nên lau rửa thay quần áo sẵn cho người ấy, hỏi chuyện khóc lóc vân vân. Hễ có những chuyện phô trương mù quáng kiểu đó, chắc chắn người sắp mắt bị phá hoại chánh niệm, chẳng được vãng sanh. Bảo người sắp chết ngoảnh mặt về phương Tây, trước mặt thờ một bức tượng Phật tiếp dẫn, nghĩ đi theo Phật vãng sanh. Một mực niệm cho đến khi đã tắt hơi được hơn 3 tiếng đồng hồ, đây là thời gian tối thiểu, vẫn phải nên niệm nhiều hơn, rồi mới làm những chuyện tắm rửa thay quần áo vân vân, thì chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự. Người già lâm chung nên làm như thế, mà người trẻ tuổi cũng như thế thì chắc chắn được vãng sanh. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cần phải dạy cho nó tánh tình nhu hòa, chẳng nổi nóng, tập quen lâu ngày sẽ thành thiên tánh, lợi ích ấy chẳng thể nói tận. Chưa lập gia đình mà nổi nóng thì hoặc là bặt kinh hoặc bị băng huyết, có gia đình rồi cũng thế, hoặc bị sảy thai, hoặc khiến cho tính chất của đứa trẻ trong bụng trở thành bạo ác, sanh con ra trong khi cho con bú. Nếu nổi nóng đùng đùng thì khi cho đứa trẻ bú nó sẽ chết ngay. Chẳng nổi nóng quá mức thì nửa ngày hoặc một ngày sau nó mới chết. Không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhẹ nhẹ thì tuy nó không chết nhưng cũng sẽ sanh bệnh. Không đứa nào không bị bệnh. Nếu nổi nóng liên tiếp một hay ba ngày thì đứa trẻ bị trúng độc ngày càng nhiều hơn, cũng khó thể nào không chết. Điều này danh y, thần y nước ta xưa nay đều chưa hề nói đến. Hãy đem nghĩa này nói với hết thảy nam nữ, sẽ cứu được mạng trẻ khi chưa sanh ra. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng yên vui, hòa thuận. Còn cái do họ sanh ra, tánh tình cũng đều từ thiện nhu hòa. Tôi thường nói, dạy con là căn bản để thiên hà thái bình.
Nhưng vậy con gái lại càng thật quan trọng. Do con người sanh ra bẩm thù, tánh khí của mẹ nhìn theo oai nghi của mẹ nhiều hơn cha rất lớn. Có hiền nữ thì mới có hiền thê, chồng của hiền thê ắt là hiền nhân, con của hiền mẫu ắt là hiền sĩ. Bà Thái Nhậm dạy con từ trong thai, nên văn vương sanh ra liền có thánh đức. Ấy là dạy dỗ từ thuở còn chưa sanh ra. Quan đã 80 rồi, buổi sáng không bảo đảm được buổi tối. Tất cả thư từ giao cho thầy thư ký của thường trụ lo dùm. Quan chẳng hội đến, do ông ở tại phương xa, nên thầy ấy đặc biệt chú ý, đưa cho quan đọc để trả lời. Phương pháp tu trì đã có trong các sách Tịnh Độ và văn sao, ở đây không ghi cặn kẽ. Mong ông cũng đem những điều đã nói trong thư này bảo với giả công, tông huống. Ngày rằm tháng 5 năm Dân Quốc 28, 1939. Số 2, Tổ sư Ấn Quang khai thị về mừng thọ sinh nhật. Chớ nên thường gửi thư đến. Thường gửi thư đến thì Quang chẳng thể phúc đáp. Tăng nhân hiện thời đa phần theo thói tục, mới 40-50 đã cử hành chúc thọ. Có người đem chuyện ấy nói với Quang. Quang nói, tôi thà bị phạt chặt đầu, chẳng muốn nghe đến chuyện chúc thọ. Có ai muốn chúc thọ cho Quang, tức là đã lôi Quang vào phường hạ lưu, hèn kém nhất. Mắt Quang suy yếu như thế là do túc nghiệp cảm thành. Trong liên xã chớ nên cầu nguyện cho Quang, mà cũng đừng bắt chước người đời vô tri chúc thọ, gây bại hoại cho Phật môn. Suốt đời Quang nghe thấy chuyện tăng được chúc thọ mà thẹn dùm. Các ông hãy tự mình tu trì, đừng lôi tên Quang vào thói tục vô đạo lý ấy, để những người có tri kiến chê cười xác rạc vậy. Chúc mừng sinh nhật quả là điều vui, nhưng nên nghĩ đến việc ngày hôm nay con đàn cháu đóng đông vui, cùng nâng chén chúc mừng tuổi thọ. Thì năm xưa cũng chính ngày này cha mẹ sinh ta ra, phải chịu bao gian khó nhọc nhằn. Người đời nay đến ngày mừng thọ chỉ biết giết hại vật mạng, mở tiệc chiêu đãi thân quyến bạn bè, mà đối với công ơn sinh dưỡng như trời bể của cha mẹ thì hầu như không hề nhớ đến. Như vậy thật là quái lạ. Than ôi, một lần sinh con, cha mẹ phải hao tổn biết bao khí lực tinh thần, khiến cha mẹ phải chịu thêm vô số khổ não ưu phiền. Cho đến ngày ta tuổi cao tác lớn thì lại tạo nghiệp giết hại sinh linh vật mạng, liên lụy đến cha mẹ, làm sao có thể an ổn trong lòng. Xưa kia vua Đường Thái Tông lúc đang ở ngôi vua tôn quý, mà đến sinh nhật còn không dám lấy làm vui, huống chi là người khác. Dám khuyên những người con hiếu, mỗi khi đến sinh nhật của mình nên bùi ngùi suy tưởng rằng ngày hôm nay thật chẳng có gì để ta buông thả mừng vui, vì chính vào ngày này năm xưa để sinh ra được đứa con bất tiếu là ta, mà cha mẹ phải bao phen nguy khốn đối mặt với sống chết. Ngày hôm nay thật chẳng có gì để ta phóng túng mừng vui. Chính vào ngày này năm xưa, mẹ ta phải bắt đầu một chuỗi dài những ngày khổ nhọc, đêm ngày bồng bế bảo bọc cho ta, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, trải qua nhiều năm không hề có được giấc ngủ yên, vậy có gì là vui. Ngày hôm nay thật chẳng có gì để ta phóng túng mừng vui, vì hiện nay ta vợ con đầy đủ, an ổn thọ hưởng sản nghiệp gia tài mẹ cha để lại. Nhưng chẳng biết cha mẹ quá cố, nay thác sinh chốn nào, sướng khổ ra sao, vậy có gì là vui. Ví như ngày nay ta rộng làm các việc phước thiện, hồi hướng công đức cho cha mẹ ở cõi âm, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa, huống chi lại nở lòng nào trong ngày tưởng niệm những gian khó nhọc nhằn của cha mẹ, lại tụ tập cùng nhau giết hại vật mạng, ăn uống say sưa, hát ca nhộn nhịp được sao. Số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật
lúc nào niệm sáu chữ, lúc nào niệm bốn chữ. Nói đến nhất tâm thì không phải là chuyên niệm một câu Phật hiệu mới có thể nhất tâm. Nếu tâm đã chịu quy nhất rồi, dù niệm kinh, niệm chú, lễ bái cũng đều là nhất tâm. Bất luận niệm kinh, niệm Phật, niệm chú vãng sanh, đều phải tâm và miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ, chẳng để cho có hết thảy ý niệm khởi lên. Giống như sắp chết, bất cứ chuyện gì cũng đều gác ra ngoài. Nếu chỉ thực hiện lễ tụng trong một thất thì chẳng cần chú trọng lễ bái, nhưng nếu làm lâu ngày mà lười nhác lan man không chương trình sẽ khó tinh tấn được. Khi lễ bái chẳng cần phải niệm ra tiếng, chỉ niệm thầm trong tâm. Khi nhiễu niệm hãy nên niệm ra tiếng, nhưng âm thanh trở nên quá to để khỏi bị tổn khí. Khi ngồi niệm nếu chẳng hôn trầm thì niệm thầm, nếu bị hôn trầm thì niệm ra tiếng rõ ràng. Niệm Phật nên niệm sáu chữ, niệm bốn chữ cũng được. Như lúc đầu thì niệm sáu chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng bèn niệm bốn chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ thành ngạo mạn coi thường. Trong kinh phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật, không đâu chẳng đều có chữ Nam Mô, há nên tự lập chương trình. Trong lá thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, tổ sư ngài cũng khai thị: niệm Phật nên niệm sáu chữ, hoặc trước hết phải niệm sáu chữ, đến lúc sắp xong niệm bốn chữ, từ đầu đến cuối niệm bốn chữ hơi không hợp lẽ, bởi hai chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, cung kính, đảnh lễ, cứu độ con, vân vân. Lại nữa, khi trợ niệm cho người lúc lâm chung nên niệm Phật hiệu gồm bốn chữ. Lúc bắt đầu thì niệm vài câu sáu chữ, rồi sau đó chuyên niệm bốn chữ A-di-đà Phật, chẳng niệm Nam-mô. Do ít chữ dễ niệm nên bệnh nhân sẽ niệm theo được, hoặc nhiếp tâm lắng nghe, đều đỡ tốn tâm lực. Quyến thuộc trong nhà niệm như vậy mà thỉnh thiện hữu bên ngoài đến trợ niệm thì cũng niệm như vậy. Dù nhiều người hay ít người đều phải niệm như thế. Chẳng nên niệm một chốc lại ngưng nghỉ, rồi lại niệm khiến cho bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Nếu gặp lúc ăn cơm thì nên ăn vào lúc thay phiên, đừng ngớt tiếng niệm Phật. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm sáu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm bốn chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng, rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái trong tâm, thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Số 4, tổ sư Ấn Quang khai thị: người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Trước kia Quang chẳng trì chú Đại Bi. Năm Dân Quốc 21-1932, Quang bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin Quang tụng cho một chén nước Đại Bi. Quang liền niệm ba biến bảo cầm về. Uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói: bệnh đã không còn nguy ngập nữa, Hằng Tôn bèn không về. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di năm 1937. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh mỗi người một bao tro hương Đại Bi,
Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thần tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Hỏi: như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp: gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên trả lời những câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Tường năm 1932. Niệm Phật chú trọng tại vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng ích gì cho đời hiện tại. Xưa kia Minh Giáo Tung Thiền Sư công khóa mỗi ngày niệm 10 vạn thánh hiệu Quán Âm, về sau đối với mọi kinh sách thế gian không cần đọc đều biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoạn Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu Đại Niết Bàn. Sẽ đắc Đại Niết Bàn đó ư? Đại Niết Bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chúng tôi nói một chút xíu, thời gian bây giờ là 12 giờ kém 25. Hầu như đại chúng của mình buổi trưa hôm bữa chúng tôi thông báo là ăn cơm xong khoảng 12 giờ hoặc 12 rưỡi mình có thể mình đi kinh hành niệm Phật, tự mỗi người tìm chỗ nào đó. Mấy hôm nay chúng tôi áp dụng thấy hay, trong kinh Di Đà gọi là phạn thực kinh hành, ăn cơm xong đi kinh hành, tốt cho bao tử, tốt cho đường ruột, tốt cho não bộ, tốt hầu như là 5-7 điều tốt mà trong kinh Di Đà hôm bữa thầy Tánh có soạn ra. Hầu như hôm nay chúng tôi ăn cơm xong là đi 1 tiếng, có khi không ngủ trưa. Ông Thái Lễ Húc bây giờ ông đi xuất gia rồi, ông này ông nói là cái buổi trưa là cái buổi mà vừa ăn cơm vô là nó trao đổi chất mạnh nhất. Những thức ăn trong người mình nó trao đổi chất để nó biến thành chất bổ. Và ông nói là ông không ngủ trưa. Có ai mệt gì lắm, buổi sáng mình thức sớm, như sáng hôm nay chúng tôi thức 1 giờ nè, tỉnh queo luôn. Trưa nó hơi đòi hỏi cho nó nửa tiếng 15 phút, đừng cho ngủ trưa. Tối ngủ rất sâu, rất ngon, nằm xuống là ngủ liền. Thường những người mất ngủ buổi tối là do buổi trưa nó phá cái giấc ngủ buổi tối. Mà ăn xong vô rồi mình đi kinh hành thì nó trao đổi chất trong đó, và lúc đó là cơ thể của mình nó không có bị đau bao tử, hoặc là nó bị bệnh đường ruột, hoặc là bị tất cả những chứng bệnh. Cái điều này chúng tôi đã áp dụng. Đại chúng nên làm chuyện này, cho nên bữa nay có thể 12 giờ mình ăn cơm cũng không sao. Lúc trước là mình nôn là khoảng 11 rưỡi 12 giờ, hoặc 12 rưỡi mình phải lên giường mình nằm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi chúng tôi lúc trước. Tối hết ngủ,
không biết cách nào, lý do gì mất ngủ. Thì cuối cùng nhìn kỹ lại thì do buổi trưa ngủ quá. Đó là cái điều hôm nay chúng tôi nói thứ nhất. Thứ hai, thường buổi trưa chúng tôi ăn cơm xong là chúng tôi niệm Quan Âm. Có khi niệm Phật, nhưng mà cái cách niệm hôm nay chúng tôi nói cho đại chúng là giữ câu Phật hiệu suốt ngày không gián đoạn. Nếu mà mình mở máy ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát, Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát, mình nghe hoài liên tục thì đó là chỉ nghe thôi, chứ từ tâm không khởi lên niệm được. Do mình nghe hoài mà nghe hoài sẽ chán, nghe hoài sẽ chán. Mà nếu mà tự niệm á, ở trong này mình coi thử coi bao nhiêu năm nay bản thân chúng tôi để tự niệm, để giữ câu Phật hiệu đi đứng nằm ngồi như Ấn Tổ chỉ dạy á, giữ không được, giữ không được. Do cái tính căn của mình vô câu Phật hiệu kém, cái định căn của mình kém, cái thiện căn của mình vô câu Phật hiệu kém. Mà khi đã kém mà yếu rồi nó bỏ liền, đúng không? Bỏ liền, niệm không giữ được. Giỏi lắm là chúng tôi kìm lắm mà không làm gì, 3 ngày niệm trong tâm hoặc niệm thầm rồi nó cũng lơ là chán rồi bỏ. Mình sẽ nghĩ ôi sao kỳ vậy ta, nếu mình niệm Phật gián đoạn thì lúc lâm chung làm sao mình niệm nổi. Ngay bây giờ mình khỏe mà mình niệm có hai thời công phu ngoài ra mình không niệm được. Ngày xưa tổ phải lần chuỗi hoặc có vị bấm số hoặc là Ấn Tổ phải dùng hơi thở, mà cái định căn của ngài mạnh cho nên để vô câu Phật hiệu là không bị gián đoạn liền. Còn mình là ra là mất. Đó, nãy giờ quý vị ngồi nghe là mất, bước ra nhìn là mất, ăn cái mất, không cách nào giữ được. Thì bây giờ kiểu gì? Một câu Nam Mô Di Đà Phật trong máy, chúng tôi thâu một câu ra tiếng, một câu trống. Khi cái khoảng trống đó thì trong tâm mình niệm, nhưng mà chúng tôi niệm trong tâm thời gian nó cũng lạc lẽo, nó cũng mất. Cho nên ngài nói không thể giữ một cách gì lâu được. Cái cách niệm Phật không thể giữ một cách đó lâu được. Thì thường bữa nay bắt đầu chúng tôi thầm nhép môi một câu Nam Mô Di Đà Phật hoặc một câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, thì chúng tôi sẽ niệm thầm, chúng tôi sẽ niệm thầm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có một câu niệm trong máy cho nên mình niệm một câu nghĩ một câu, mà cái nghĩ thực ra không phải là mình nghĩ luôn, mà mình nghe cho rõ ràng cũng có công đức. Hôm nay chúng tôi phổ biến cho quý thầy quý chú với cụ ở trên này thích vô cùng nhẹ nhàng. Không mệt. Mình mất, thí dụ mình suy nghĩ điều gì khoảng 5-7 câu là nó trở lại. Khoảng 5-7 câu thôi là nó trở lại liền. Bởi vì do mình hiểu rằng là một câu trong máy, một câu trong tâm hoặc là một câu nhép môi. Thường chúng tôi công phu buổi sáng là từ như sáng nay là 3 giờ đến 6 giờ thì cái máy nó dìu chúng tôi kinh hành như vậy nửa tiếng không thành vấn đề. Ngồi 20 phút không thành vấn đề. Còn lễ thì tắt máy đi. Như pháp hội mình đó, đứng thầm 3 câu ra hơi, quỳ xuống thấp úp mặt 1 câu, đứng lên câu là 5 câu, lạy 2 lạy là 10 câu, rồi trễ về câu số 1. Thì cái cách hôm nay là thiệt là ổn, khỏe. Sáng nay chúng ta đi một lèo 3 tiếng thấy khỏe, là nhờ cái máy nó dìu mình mất. Rồi đại bi mình cũng thể theo máy luôn. Thì coi như là hôm nay cái cách niệm Phật của mình là chúng tôi gần như là không có gián đoạn là dùng cái máy này. Mới giữ được nhịp thôi chứ còn không thả ra là mất liền. Còn tự niệm trong tâm giữ đâu được. Tính căn mình kém, định căn mình kém, thiện căn mình kém, cho nên câu Phật hiệu mình không có đề khởi được. Và vọng tưởng nó chen vô đánh mất liền. Thì buộc có cái máy để mình nghe một câu rồi mình niệm một câu. Mà một tuần đầu nó ngán như cơm nếp. Còn quý vị niệm hai thời ra rồi bỏ thì không nói rồi phải không? Mà mình ép nó vô một tuần ngán. Mà qua cái ngán đó rồi thì tuyệt. Cái này thực sự hôm nay chúng tôi nói cái điều này để quý vị có niềm tin. Cái phương pháp là máy trợ lực. Hộ niệm cũng có máy luôn. Có nhiều thầy nói là trời ơi, cái phòng hộ niệm tôi bây giờ làm gì có người dẫn chúng. Ngoài chánh điện làm gì có người dẫn chúng phải không? Này máy mà rất khoa học. Vừa máy vừa mình hỗ trợ lẫn nhau. Nghe máy hoài cũng ngán mà tự mình niệm hoài cũng niệm không vô. Thì máy một câu mình một câu nó hỗ trợ nhau. Thì từ cái cách mà chúng tôi áp dụng trong thời khóa là bữa nay nó ra mọi lúc mọi nơi luôn. Máy đang đặt 2.000 cái về để quý vị mở thử trong nhà cái Nam Mô Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Một câu thôi, quý vị đang làm cái gì quý vị cũng niệm được. Trừ trường hợp tính sổ sách, đọc sách thì thôi. Cái đầu óc mình để vô đó thì mình chỉ nghe thôi. Mà bỏ ra tính đầu óc sổ sách mà không suy nghĩ nữa thì nó trở lại câu Phật hiệu. Trễ lắm là 5 câu hoặc đến 10 câu là nó quay lại liền. Còn nếu mà không có máy là nó tuốt lốt luôn. Không bao giờ giữ được, để ý coi.
Nhưng mà nó có một câu trong máy rồi mình niệm một câu nó nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng, rất dễ chịu. Đó là chúng tôi phổ biến khu chiên tu, mấy lần hôm trước cũng lên ăn cơm nói rồi đó. Rồi đó là cái việc cái máy này. Hôm nay nói về cái việc sinh nhật thì thường mấy thầy sẽ tổ chức lễ tri ân cho chúng tôi. Mỗi lần mấy thầy tổ chức vất vả, nhất là thầy Minh soạn bài, soạn đồ. Chúng tôi cũng chuẩn bị lên để nói về tri ân, phải suy nghĩ đề tài đó. Mà mình cũng không quen để mà nói về cái chuyện mà lễ tri ân, nói niệm Phật, đọc văn sao thì mình nói nó lại trôi chảy nói được. Đến hôm nay thì gần như chúng tôi Phật tử cúng dường cái bánh rồi, để chút nữa chia mấy anh em ăn xong. Không phải tặng quà, không phải làm chương trình gì rình rang hết. Tổ sư Ấn Quang nói là đừng có bày hình thức rình rang, rồi đại chúng vì mình rồi mình tổn phước nữa. Rồi đại chúng họ vì mình họ lo cái lễ họ tu không được, mình tổn phước đi. Cho nên Ngài nói đó, tăng nhân thời nay mới có 40-50 tuổi mà tổ chức sinh nhật. Đừng có nói chuyện đó với tôi, thà chặt đầu tôi chứ đừng có nói chuyện đến tôi với tôi. Phải theo đường hướng của Ngài. Đó là cái điều mà chúng tôi nói từ hôm nay đến về sau cái mùng 1, mùng 2 tháng 5 dương lịch đó thì cứ làm cái bánh kem. Bởi vì Phật tử có cúng dường mà, làm cái bánh chia mấy anh em ăn thôi, đừng có làm gì lớn lao. Đó, ngoài đời người ta sinh nhật là bữa nay là chết biết bao nhiêu con thú không? Một con thú vô tội lâm vào tử địa, chết biết bao nhiêu con. Họ không hiểu ra cái chuyện mà tất cả chúng sanh là cha mẹ. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi thông báo cho đại chúng. Còn ai có cả tặng quà gì, tặng chung gì đó cho đại chúng dùng, mình phải làm như lý như pháp trong văn sao thì mình mới có phần vãng sanh. Hôm nay chúng tôi phổ biến cái bộ văn sao là chúng tôi mãn nguyện để cho đại chúng yên tâm, ai hành trì là vãng sanh, không có phải lo lắng. Ngài là Bồ Tát Cổ Phật Đại Thế Chí, Ngài mới dám nói rằng là ai hành trì trong văn sao là dám bảo đảm vãng sanh mà. Bồ Tát mới dám nói như vậy cho phàm phu làm gì dám định hướng như vậy, đúng không? Đó. Còn về cái việc mà lễ Phật đản thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ thông báo, đó là chủ nhật ngày 15 thì chúng tôi cũng sẽ có một cái buổi giảng nữa. Bữa sau nó sẽ thời gian ngắn hơn một chút, để 11:30 là đại chúng thọ trai. Thì có cô Phật tử bên nước Áo có về cũng có phát tâm trai tăng cúng dường. Chư tăng như là thầy Từ, thầy Quán, đồ, thầy Đạo vòng vòng ở gần đây thì mùng 8 sau cũng có cái buổi lễ trai tăng cho ông Lê Trí Toàn ở ngoài Hà Tĩnh, gia đình họ vô. Chúng tôi cũng có một buổi chia sẻ, rồi cái buổi 15 đó thì cũng có trai tăng. Thì tối 14 đó thì Phật tử ở khắp nơi tụ họp về, mình sẽ làm một cái lễ, đó là lễ tắm Phật. Thì chúng tôi không có lên, giao thằng Nhượng Minh một số các thầy sẽ tổ chức cái lễ hôm đó, để hôm sau chúng tôi chỉ lên chứng minh trai tăng và nói chuyện thôi. Chứ lúc trước mà chúng tôi mà lên giảng buổi tối về 15 công đức tắm Phật, rồi hôm sau giảng Phật đản nữa là quỵu luôn, nằm chè queo luôn, thông tu nổi, mệt lá rời. Ngài nói tự mình làm khổ mình thôi, đúng không? Có đại chúng thì mình giao bớt việc cho đại chúng đi. Chứ mình chi mà xét nét từng chút, từng buổi lễ, từng chai tăng phải nấu cái món gì, phải để chiếc đũa như thế nào, phải làm sao đó thì coi như bại não chết. Quá sức, tổn tâm lực, hao tổn tâm lực là thôi như là công phu không nổi là coi như bại não. Không nên như vậy, mỗi người mỗi việc. Như hôm bữa vừa rồi chai tăng, giao thầy Thành với lại thầy Tệ, rồi mấy thầy sắp xếp làm, ngon cũng được, dở cũng được, tùy duyên, mà mấy thầy nói cũng ngon đúng không? Ngày hôm đó người ta phong bì gì đâu mà quá chừng có người 4 triệu luôn. Trời, trai tăng nhưng mà kinh khủng. Như thầy Tuệ thầy được 4 triệu, hôm nay thầy mua cái bánh sinh nhật nhỏ nhỏ của Giác Nhàn thầy phát hết 500 cái. Chùa mình khi mà đề xướng cái chuyện gì là họ phát tâm rất là dũng mãnh. Cho nên là mấy thầy hoan hỷ vô cùng trong cái lễ trai tăng vừa rồi với lại là trai đàn chẳng té. Nhưng mà mình không có sức thể mình làm được lâu dài như vậy. Thì tối đó là mấy thầy sẽ chuẩn bị bánh bao, súp đồ này nọ cho quý Phật tử dùng chiều. À, rồi khoảng 6:30 đó là thầy Minh với quý thầy sẽ lên làm một cái lễ tắm Phật rất là trang nghiêm. Có đọc những diễn văn của Hòa Thượng Thiện Nhân, rồi có đọc công đức lễ tắm Phật, rồi xong cái lễ buổi tối. Qua hôm sau là cái tụng kinh Phật đản, xong cái mình cũng trai tăng. Đó là cái chương trình hôm nay chúng tôi thông báo như vậy. Hết, coi như là hôm nay nhiều đó thôi. Giờ đại chúng mình hồi hướng A Di Đà Phật.